Vâng, Hoàng Gia Đô xin kính chào các bác ạ. Hôm nay thì cửa hàng Hoàng Gia Đô cũng nhận được một vài đơn của các bác mang đồ đến sửa, và cũng có một số mặt hàng cũng đã sửa xong cho các bác rồi. Âm ly đờ nông của bác khách ở Tuyên Quang gửi xuống. Âm ly này thì bị loạn cái phần chỉnh tín hiệu đồ vào, bởi vì cái dòng âm ly đời mới của đờ nông này ấy, là nó sẽ cái phần chỉnh chế độ đồ vào này, CD tuner này, nó định chỉnh bằng le các bác nhé, chứ nó không phải bằng cơ. Đấy, nó chỉnh bằng le nên thành ra cái này nó bị loạn. Ví dụ như là các bác đang để CD, lúc sau nó lại nhảy sang chế độ khác. Đấy, thì đây là đặc trưng của những cái dòng âm ly đời mới, nó hay bị cái trường hợp là loạn cái phần le, cái đóng lệnh nhận tín hiệu đồ vào. Thì cái này bên em cũng xử lý xong rồi ạ. Thì bác nào mà chúng ta đang sử dụng những chiếc đầu mà dạng tương tự như thế này, và cũng như là có những cái chức năng đóng chuyển chế độ đầu vào bằng le này, thì nếu bị vấn đề như thế này thì có thể liên hệ với Hoàng Gia nhé. Hoàng Gia sẽ xử lý cho các bác. Đấy là một sản phẩm của bác ở Tuyên Quang ạ. Tiếp theo là chiếc đầu tép của bác khách này cũng ở trên miền trên. Thì dòng này của bác ấy thì bác ấy cũng nói là bác đã mua của một shop khác và cũng mang đi xuống Hà Nội đến lần thứ tư rồi. Là với chỗ sửa khác thì không xử lý được. Đấy. Và cái này của bác ấy thì bác ấy mô tả cái bệnh như sau. Khi chạy băng. Đấy, khi băng chạy là cái kim này nó vẩy, nó không đều như này đâu ạ. Nó vẩy kịch cỡ lên tận quá vạch đỏ luôn, nên là cái đèn đỏ này nó cứ nháy liên tục. Thì cái này thì bên em đã xử lý xong cho bác rồi. Đấy, kim vẩy đúng đúng chuẩn luôn. Đấy, rất là từ từ, chậm rãi chứ không vẩy theo kiểu vượt quá lên cái vạch đỏ này các bác nhá. Đấy. Đây là chiếc đầu tép Akai 730D, khá đắt tiền. Đấy. Thì con này thì hôm qua em test chạy kể cả cho cả đêm hôm qua luôn đến sáng ngày hôm nay. Tức là gì, vì nó là máy hai chiều mà. Máy hai chiều nên là nó cứ hết băng nó lại tự ngược chiều lại, nên là em test cho bác ấy rất là kỹ. Đấy. Test liên tục mà từ đêm hôm qua đến giờ là khoảng mười mấy tiếng rồi. Đấy, chạy nóng vào máy rồi. Nó chạy ok hết rồi. Đấy. Và bác cũng có gửi băng xuống để làm đây. Đây là một cuốn băng cassette châm vàng và một cuốn băng 10 gửi bác gửi xuống làm cho chương trình Chế Linh 1 và Phương Dung Hương Quê 1. Đấy, thì em cũng đã làm xong rồi, hôm nay sẽ đóng cùng máy này gửi về cho bác. Đấy, đây là đơn của bác và cuốn băng của bác nằm trong này. Đấy. Vâng ạ, và tiếp theo là chiếc đầu cối này thì em cũng vừa nhận của bác khách ngày hôm qua. Chiếc đầu cối này của bác thì có một cái hiện trạng là khi chạy play ấy, lúc sau nó sẽ chuyển sang tua. Đấy, ví dụ em đang bấm play đây thì lúc sau nó đang play thì nó chuyển sang tua, tức là bánh tì nó đẩy lên và motor chuyển sang tua. Thì con này của bác là đang bị phần loạn cái phần lệnh này. Đấy, loạn phần vỉ lệnh. Đấy. Thì những con này thì em test nó phải hơi lâu một chút các bác nhá. Bởi vì những cái con mà liên quan đến vỉ lệnh này nó phải test lâu, bởi vì có những trường hợp ấy là máy nó nguội ấy, thì nó bình thường. Nhưng khi máy nó nóng được một chút ấy là bắt đầu nó lại có cái triệu chứng biểu hiện. Nên là nhiều bác cứ nói rằng là có sửa ngay được không, lấy ngay được không, lấy luôn được không ấy, thì em nói luôn là không làm ngay được và không lấy luôn được, vì lý do những bác nào gửi hàng đến trước thì em sẽ ưu tiên làm trước. Đúng không ạ? Như kiểu là mình xếp hàng ấy, ai đến trước thì làm trước, chứ không có chuyện bác đến sau lại bác muốn làm trước được. Nên là phải ưu tiên những bác nào em đã nhận hàng trước, em xử lý xong đã thì em mới làm những cái sản phẩm khác của bác khác. Đấy. Thứ hai là sản phẩm làm xong phải test ạ. Chứ không có chuyện là chạy rồi giả. Ví dụ như chiếc máy 630D này, nếu mà chỉ bấm play nó chạy như này là chúng ta biết nó chạy rồi đúng không ạ? Thì chúng ta có thể trả cho các bác về. Nhưng khi các bác nghe tầm 1 tiếng, 2 tiếng nó nóng máy lên, bắt đầu nó sẽ không chạy nữa mà nó chuyển chế độ chạy thành chế độ tua, thì chứng tỏ rằng máy đó nó vẫn đang còn bệnh đúng không ạ? Nó vẫn còn đang phát sinh bệnh. Thì việc đó là em phải test rất là kỹ, nên là không trả máy ngay trong trường hợp khi đã sửa xong. Phải chạy liên tục ít nhất từ nửa ngày đến một ngày liên tục. Nếu không có hiện tượng gì xảy ra nữa thì bắt đầu bên em sẽ gọi cho các bác để đến lấy hàng các bác nhé. Đấy là cái quy trình của bên em, làm việc nó là như thế ạ. Để tránh mất thời gian của các bác. Bởi vì có nhiều bác phải gửi đi rất là xa, mất phí vận chuyển mà không may về lại lỗi lại đúng không ạ? Mà chỉ vì mình test không kỹ đâu mà lỗi lại thì có phải là mình mất uy tín với khách hàng, và hai là các bác lại phải gửi lại thì các bác lại phải mất tiền vận chuyển đúng không ạ? Đấy, thì như thế. Và nó mất rất mất nhiều công của bọn em nữa.
Đấy, thì em làm rất là kỹ, bởi vì cái này mà em phải lường trước được những cái trường hợp là nó có thể xảy ra thì mình phải lường trước ạ. Tiếp theo là một chiếc đầu tép tech này. Chiếc đầu tép này này là cũng là một chiếc đầu tép mà nó đấy, các bạn khi nóng máy lên ấy là đấy, nè không đóng này. Đấy. Đấy. Tua cũng thế này. Đấy, chỉ được mấy giây xong lại nhảy luôn này. Lại dừng ngay vì nó chạy bằng nè mà. Những cái phím bấm mềm như này đều đồng chạy nè hết thì những cái dòng nè là lệnh rồi thì thông thường là nóng máy bắt đầu bị các bạn nha. Nhưng mà để nguội thì là không được gì. Đấy là những cái hiện tượng là như thế thì em cũng chia sẻ như thế để các bạn biết. Đấy. Đấy, có những lúc thì rất ok, rất ổn định. Tại sao những cái dòng máy này thì em test rất là kỹ chứ không muốn ngâm nga của các bác một cái đồ gì ở cửa hàng cả. Bởi vì là khi mình ngâm nga ở đây thì đồng nghĩa rằng mình đã phải tốn diện tích để đồ này, đúng không ạ? Và hai là nhiều khi các bác cứ gọi điện dục thúc dục thì nhiều khi mình không thể tập trung làm được việc khác được. Đấy, nên các bác lưu ý rằng là ai cũng muốn làm nhanh và ai cũng muốn làm nhanh cho xong để trao trả lại cho các bác, đúng không ạ? Để vừa là nhận được những cái mặt hàng khác của các bác đến sau và cũng như sửa cho các bác đến sau, chứ không muốn để lâu làm gì. Trừ khi có những cái máy nó thực sự phức tạp, thực sự khó xử lý, có khi xử lý xong rồi test nó lại bị, đúng không ạ? Thì em lại phải xử lý lại, chứ không phải là một con máy là mình có thể xử lý một phát ăn ngay được. Đấy, nên em các bác lưu ý ạ, có những con đã xử lý rồi nhưng với dùng lại test xong lại vẫn lại bị lại, đúng không? Lại phải kiểm tra lại. Nhưng có những con máy làm rất là lâu vì là thời gian, nên là nhiều khi các bác chờ một tuần hay là 10 ngày là cũng có một số trường hợp như thế các bác nhé. Bởi vì là có những cái máy sửa nhưng mà nó lại bị tiếp. Đấy, thì lại phải ngồi kiểm tra rồi là lại test lại lần nữa. Đấy, những con này làm nó rất là vất vả nên các bác cũng phải thông cảm. Còn những con nào mà nó đơn giản, xử lý nhanh thì chỉ còn 1-2 ngày thôi. Nhưng có những con nó khá là phức tạp nên là các bác phải hoàn toàn thông cảm với cái việc đó, chứ không ai muốn giữ giá hàng của các bác ở đây làm gì, đúng không ạ? Cảm ơn các bác ạ. Em xin chào, và mọi thông tin chi tiết mà cần sửa chữa hoặc làm chương trình băng cối các xe thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng Giao luôn ạ. Số điện thoại ở trên tấm biển ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Vâng ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo của Hoàng Giao đô.